Này à, giờ tới hộ gia đình kế tiếp này là gia đình. Dạ, chú này ổng bị tai biến rồi nằm tại chỗ vậy đó, có đứa cháu rồi đi làm công nhân rồi sáng nấu khuya thức dậy nấu cơm cho ông cho ông rồi để đó rồi tới trưa ông tự bới ăn và nhóm mình hỗ trợ cho phần quà. Dạ. Đây. Dạ, chú nằm đây. Thôi ơi chú bữa nay ốm vậy. Dạ chào chú. Thôi, bữa nay ốm rút quá vậy. Dạ. Chú tai biến nằm chỗ vậy nè, rồi tại cháu thức kêu khuya thức dậy rồi Nấu nấu cơm cơm để để sẵn vậy cháu đó thuốc rồi thuốc cho thuốc ăn. Dạ. À, hôm nay nhóm từ thiện Từ Tâm ở Trường Lưu á đến giúp đỡ cho chú một phần quà, chú nhận giùm nha. Với vài phần thuốc tây khi nào có cảm nhất mình gì đó chú uống, nhưng mà trước khi uống chú nhớ ăn cơm no rồi hãy uống nha. Dạ. Ơi ăn ơi nó no rượu nó giúp gì, ăn dạ cơm nó ứng ăn có mấy muỗng đó là ba muỗng cơm có rồi. dạ thôi kệ ăn để có sức, chú có sức khỏe để chống chọi với bệnh, uống thuốc đồ vô. Dạ. Nấu cơm sẵn chơi để vậy đó hả, rồi đói bụng à tự bới ăn Đói bụng nó lấy lại dối lấy ha. Dạ. Hỗ trợ cho chú phần quà vậy đó. Dạ. cảm ơn Dạ hai dạ. Rồi. con. Dạ, chú đây. Gỗ xưa rồi. Hồi ơi giờ mối một hết rồi ha. Mối một hết rồi. Dạ còn mấy phần à, chú chú. Còn phần à, chú. Dạ. Này chú tai biến nặng lắm á, đại gia đình nằm tại chỗ như vậy nè, nằm tại Có chỗ con mà con cũng khổ, có chồng cũng khổ, vậy. Dạ đi có con cái làm nhưng mà con cái cũng khổ rồi đi về. phần nghe Dạ lo, đi phần mua gạo ăn mà nuôi con cháu chứ. Dạ đâu có. rồi nó lạnh như nó chạy về nó mặn Dạ sao đồ ăn dạ cái gì anh bưng đem về cái rồi lo khách nước thì có uống nước đó đó hả? nước Dạ. rồi để sẵn Để vậy sẵn về rồi uống ha. Dạ nó dạ sáng nó lại thôi chạy. chú nằm nó đi. Dạ được rồi, có khách nước thì ấy uống vậy đó ha. Dạ thôi nhóm con tới hỗ trợ cho chú một phần quà vậy, nhóm con đi nha, chú giữ gìn sức khỏe nha. Dạ dạ thôi nhóm con đi chú ơi. Dạ, còn cảm chú. Ơn anh em dạ nha. dạ dạ rồi rồi. Dạ chú gia đình. Giờ bắt đầu nhóm mình hành trình với hai gia đình kế tiếp. Đây, đi rồi thôi đi chú Tư ơi, giờ còn hộ nữa chú Tư dắt lại hộ đó đi. Ủa sao quà kỳ vậy nha, chết được rồi Bệnh ta thiếu kìa. hả Bệnh ta thiếu hai mới điện nè. rồi vậy là sao? Ủa hồi nãy mình lấy 5 phần hả? Chặn nước phải về luôn máu quý về. À,